Xin chào cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, một ngày 24 tháng 12. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm qua, cũng như với những cái tín hiệu mà chúng ta đã từng trải qua trong một tuần vận động vừa qua của thị trường. Và từ đó em và anh chị mình sẽ đưa ra cho mình những cái kịch bản, những cái chiến lược cho một tuần tiếp theo. Và đặc biệt khi mình đi bóc tách phân tích qua vận động của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào, để từ đó anh chị nhà đầu tư mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì hy vọng anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sau tốt hơn. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì đầu tiên, trong một cái buổi bố cục của video cuối tuần, em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi nhìn lại một tuần vận động vừa qua của VN Index. Phần số 1 là phần tổng quan về thị trường. Thì em biết hiện tại rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình đang có những nỗi sợ, những sự lo lắng và những cái tín hiệu vận động của thị trường chung, bởi đây là một thị trường bắt đầu mang những cái màu sắc phân hóa tương đối lớn. Có những thời điểm thị trường vẫn đóng cửa vùng giá xanh hoặc hay là thị trường chỉ giảm 2 đến 3 điểm thôi, nhưng những cổ phiếu mà đôi khi anh chị mình nắm giữ đúng những cổ phiếu đã gãy, những cổ phiếu yếu thì mình có thể lỗ 4 5 6% trong phiên là việc rất bình thường. Ngược lại, ở thị trường hiện tại sau phiên gãy nền nó tạo những cái vùng kỳ cung, những cái vùng volume thấp, thì liệu đây là cơ hội hay là rủi ro đối với tất cả anh chị nhà đầu tư mình trên thị trường chứng khoán? Và chúng ta bước qua một cái phần số 2 là một cái phần về vận động của các dòng cổ phiếu, thì em sẽ chọn lọc cho anh chị mình về cái sự quan tâm về yếu tố danh mục của những cổ phiếu nào là những cổ phiếu mạnh để cho anh chị mình chú ý cho một cái chu kỳ tiếp theo khi mà thị trường chung nó quay trở lại bước vào một con sóng số 2, một cái nhịp tăng giá số 2. Ngược lại, chiến lược hiện tại là một chiến lược gì? Đối với em, chiến lược ở hiện tại là một cái chiến lược cơ cấu danh mục, một cái chiến lược mà với những chị nhà đầu tư nào mình đang cầm cổ phiếu, mình phải bỏ những cổ phiếu yếu và mình chọn những cổ phiếu mạnh, thì đó mới gọi là một cái chiến lược nó phù hợp với thị trường chung nhất. Anh chị mình lưu ý ha. Đấy, thì chúng ta sẽ bước vào cái phần trước tiên là mình sẽ cùng nhau đi nhìn lại một cái tuần vận động vừa qua của thị trường chung. Thì anh chị mình cũng có thể thấy một cái tuần vận động mà đa phần nó mang những cái màu sắc về những cái yếu tố tâm lý sợ hãi của những anh chị nhà đầu tư, một cái tâm lý chán nản, một cái tâm lý mà yếu tố sợ sệt bao trùm lên toàn bộ những chị nhà đầu tư mình trên thị trường chứng khoán. Bởi thị trường đã xuất hiện một cái phiên gãy nền, anh chị mọi người lưu ý nha. Đấy, trong một tuần vừa qua thì đây là một cái phiên gãy nền, một cái phiên gãy nền nó gãy đi một cái trend sideways của thị trường chung ở giai đoạn trước đó quanh cái vùng biên độ 1020, và bản chất đây cũng là một cái phiên mà nó bẻ gãy đi xu thế tăng của vận động rất nhiều các mã cổ phiếu. Em có thể kể đến một số cổ phiếu dòng chứng dòng bất động sản là gì, thì anh chị mình thấy bản chất đây là những cổ phiếu đã gãy đi cái biên sideways, là những cổ phiếu tương đối yếu trong cái chu kỳ tiếp theo. Mọi người lưu ý nha. Đấy, cho nên khi những cổ phiếu này có những nhịp hồi phục lên á, là điểm để cho anh chị mình cơ cấu, mình bán cổ phiếu, mình thu hồi về vốn để mình chờ đợi, mình chọn lọc, mình tham gia vào những cổ phiếu mạnh hơn, chứ không phải đây là những cái cổ phiếu mà anh chị mình ưu tiên mình mua ở thời điểm hiện tại. Với một cái phiên gãy nền, những cổ phiếu yếu là những cổ phiếu sẽ gặp áp lực bán lớn, giảm biên độ lớn và không có những điểm hồi phục. Đây là ba phiên giảm rất sâu của thị trường chung. Giai đoạn vừa qua chị thấy những mã cổ phiếu nào mà giảm trên biên độ khoảng trên 15 hoặc là trên 20% á, trong một cái điểm mà thị trường gãy nền á, thì đó là những cổ phiếu yếu. Anh chị mình phải đối chiếu lại xem là danh mục anh chị mình đang cầm cổ phiếu nào, và những cổ phiếu anh chị mình là cổ phiếu mạnh hay là cổ phiếu yếu, cổ phiếu đang giữ nền, giữ biên sideways hay là cổ phiếu đã bị gãy nền. Nếu như anh chị mình không đánh giá được thì mình có thể liên hệ với em qua số Zalo 0974 046220, phần mô tả có trong phần mô tả bên dưới của buổi video ngày hôm nay, thì anh chị mình phải liên hệ và kết bạn với em trong phần Zalo. Em sẽ hỗ trợ anh chị mình để mình chọn lọc những cái cổ phiếu mình ưu tiên mình xử lý như thế nào để giai đoạn tiếp theo mình tham gia cho nó tốt nhất. Mọi người lưu ý, hoặc một số cổ phiếu như sale đi, thì chúng ta đã cùng nhau trao đổi với anh chị mình rất nhiều về những bản chất những cổ phiếu này. Thì đây là những cổ phiếu gãy nè, và nó có một cái biên độ giảm tương đối lớn trong cái tuần vừa qua, thì mình lưu ý. Hay một số cổ phiếu tâm điểm như là ghét đi ấy, thì anh chị mình thấy em đánh giá rất nhiều anh chị nhà tôi mình đang nắm lại quanh những vùng xe quay cho xuất hiện những điểm gãy, anh chị mình chưa xử lý được. Thế bây giờ bản chất đây sẽ trở chính là những cái vùng kháng cự của cổ phiếu. Thì một cổ phiếu mà khi đã gãy nè
thì khi mà nó hỏi lên, nó luôn luôn xuất hiện những cái áp lực bán của những nhà đầu tư đang kẹp hàng ở một cái nền phía trên. À, cho nên thường những cổ phiếu này là những cổ phiếu tương đối yếu, anh chị mình sẽ ưu tiên mình chọn lọc, mình cơ cấu ra để mình chuẩn bị một cái dòng vốn trong cái chu kỳ tiếp theo. Cho nên những cổ phiếu này có hồi phục, ưu tiên cơ cấu anh chị nha. Đó, thì đó là những cái cổ phiếu tâm điểm mà em ví dụ cho anh chị mình để anh chị mình thấy được trong một cái tuần vừa qua với một cái phiên gãy nền của thị trường, nó đã biến dạng, nó để bạn gãy đi rất nhiều cái xu hướng cổ phiếu. Ngược lại vẫn có một số cổ phiếu mạnh anh chị nha. Em ví dụ như là CTG đi, thì bản chất anh chị mình thấy thị trường đã gãy nền, nhưng những cổ phiếu này vẫn được giữ quanh cái biên độ vùng sideways, quanh cái biên độ vùng tái tích lũy lại. Thì bản chất trong một cái nhịp mà thị trường trung giảm, những cổ phiếu mà nó ít bị điều chỉnh hơn so với thị trường, chứng tỏ là gì? Áp lực bán đang được tổ chức, họ hấp thụ tương đối tốt với những cổ phiếu này và nó mang cái yếu tố được đỡ giá, thì cái biên độ giảm nó sẽ ít hơn. Đấy, thì đấy thường là những cổ phiếu nó sẽ tích cực và nó sẽ là những cổ phiếu hàng đầu trong cái chu kỳ tiếp theo. Đấy, đó là ví dụ đơn giản về sự phân hóa của thị trường ở thời điểm hiện tại. Khi mà em ví dụ cho anh chị mình, trong thời điểm tiếp theo, khi thị trường bước vào một pha tăng giá tiếp theo, thì anh sẽ đánh giá là có những cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tăng. Ví dụ những cổ phiếu như CTG giữ giá tốt thì nó sẽ tiếp tục đi lên chung với thị trường trong một cái chu kỳ tiếp theo. Nhưng ngược lại, có những cổ phiếu yếu, mặc dù thị trường có đi lên thì nó vẫn giảm. Đó gọi là sự phân hóa, hoặc có những cổ phiếu nó sẽ đi ngang cái gì. Đấy, mã nào tăng thì nó vẫn tăng, mã nào giảm thì nó vẫn giảm, mã nào đi ngang thì vẫn đi ngang. Đó là cái thời điểm mà anh chị nào đã đầu tư trên thị trường chứng khoán giai đoạn của năm 2019 á, thì anh chị mình sẽ chứng kiến được ở giai đoạn này. Đó là cái sự phân hóa rất lớn của thị trường chung. Đây là giai đoạn 2019 anh chị. Em sẽ lấy cho anh chị một cái bài toán để cho anh chị mình so sánh anh chị ha. Đấy, ví dụ em lấy ví dụ cho anh chị mình, đây là thị trường trước này. Đấy, để mình làm cái đối chiếu nè. Đây, đây là thị trường chung anh chị nha. Trong những cái biên độ sideways của năm 2019 á, thì ví dụ cho anh chị mình năm 2019 á, những cổ phiếu tương đối yếu là dòng chứng khoán đó anh chị. Đấy, khi mà anh chị mình sẽ thấy được thị trường năm 2019 là bản chất là một thị trường sideways anh chị nha, không phải là còn một thị trường downtrend nữa. Thị trường đã downtrend năm 2018 rồi, vì đây là vùng sideways. Nhưng bản chất những cổ phiếu yếu dòng chứng khoán anh chị thấy không, vẫn giảm bình thường. Đây là một cái đà hồi phục số 1 thị trường chung nè. Thì bản chất thị trường nó đều hồi, đây là một nhịp hồi tổng thể, thì máy nào nó cũng hồi. Nhưng bắt đầu khi thị trường chững lại, nó tạo cái vùng hấp thụ, thì những cổ phiếu nào gãy lên thì nó sẽ là những cổ phiếu yếu. Bản chất anh chị mình nhìn đây, mình thấy bản chất những cổ phiếu như dòng chứng khoán đi, nó bị gãy anh chị. Ví dụ đây là cái vùng này, vùng cổ phiếu nó căng bằng này anh chị. Đấy, đây vùng cái căng bằng này, sau đó buôn lên, điểm bùng nổ buôn lên, sau đó test lại bị fail này, gãy lên. Thì đây những điểm xác nhận gãy. Cho nên những cổ phiếu này mà trong một cái đà tiếp theo có hồi phục lên á, thường là những điểm bán để anh chị mình tránh dính vào những nhịp giảm tiếp theo của những cổ phiếu anh chị nha. Đấy, mình lưu ý, cái đó là cái ví dụ. Còn ngược lại, đâu là những cổ phiếu tăng anh chị? Thì có ví dụ anh chị mình thấy dòng cổ phiếu của dòng khu công nghiệp là nhóm cổ phiếu thị trường giảm nó vẫn tăng trong giai đoạn của năm 2019, thậm chí đây là một cái con sóng có thể gọi là lớn nhất của dòng khu công nghiệp trong lịch sử. Đấy, mọi người lưu ý nè. Đấy, ví dụ bản chất mình sẽ thấy được, ví dụ đây là những cái biên độ mà anh chị mình sẽ thấy được, đây là những cái vùng thị trường đi ngang chị ha. Nhưng mà anh chị thấy như thế nào dòng cổ phiếu, ví dụ như đây BDR, BHR anh chị, em nhầm dòng khu công nghiệp. Nhưng bản chất anh chị mình thấy là với những mã cổ phiếu của dòng khu công nghiệp thì nó vẫn trong một cái trend xu hướng tăng. Đấy, mình sẽ lấy ví dụ cho anh chị mình trong năm 2019 ở đây. Đây là giai đoạn của năm 2019 anh chị. Mình thấy thị trường sẽ quay không? Nhưng bản chất những dòng này vẫn có sóng, nó vẫn lên như thường. Đấy, vẫn là một cái trend xu hướng tăng. Đấy, mọi người lưu ý ha. Do thị trường sẽ quay thì đó không phải là một thị trường rủi ro, mà nó chính là một thị trường phân hóa. Anh chị phải đặt cái vị trí dòng tiền của mình phải đưa cái dòng vốn của mình vào đúng những cổ phiếu vẫn tiếp tục một cái xu hướng tăng. Ngược lại, mình phải rút vốn bán cơ cấu khỏi cái đồng tiền của mình, khỏi những cổ phiếu xu hướng giảm. Đó mới là cái điều quan trọng anh chị nhé. Đó là một thị trường phân hóa. Cho nên ở thời điểm hiện tại, đôi khi anh chị nhà đầu tư mình nắm phải những cổ phiếu yếu thì mình cảm giác như thị trường nó đang gãy, thị trường nó đang sập. Nhưng anh chị mình cầm đúng những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu nó giữ trên, giữ xu hướng thì mình thấy thị trường nó vẫn vận động tương đối bình thường. Hoặc là em lấy ví dụ tiếp theo cho anh chị mình về BID của thời điểm năm 2019. Thì anh chị thấy đây là giai đoạn của năm 2019 sideways, nhưng mà những BID nó vẫn có sóng đấy anh chị. Bắt đầu con sóng từ tháng 6 năm 2019 nè, xuất phát đi lên anh chị thấy không? Con sóng khoảng 5 tháng của những cổ phiếu như BID thì nó có mức tăng trưởng bao nhiêu? Anh chị mình phải đầu tư phải lãi được đâu đấy khoảng 70-80%. Hoặc là với những cổ phiếu như Vietcombank trong năm 2019 thì chúng đi ngang, những ngày nó vẫn có sóng. Đấy, cho nên vì sao anh chị phải chọn lọc được những con này nè? Mà để anh chị mình đánh được những cổ phiếu mạnh đó, thì bản chất anh chị phải có tiền. Còn bây giờ đôi khi anh chị mình có kiến thức, mình biết đây là những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu thị trường phân hóa,
là những cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tăng như Vietcombank. Nhưng bây giờ anh chị mình kẹp những cổ phiếu yếu, anh chị mình có anh chị mình kẹp những cổ phiếu dùng chứng khoán, anh chị mình kẹp HCM, anh chị mình kẹp NSI, mặc dù đây thị trường đi ngang nè, nhưng mà mỗi ngày tài sản anh chị vẫn giảm. Cái biên giảm này rất lớn anh chị nha, nó giảm khoảng 50-60% nữa, nó không có giảm đột biến như giai đoạn thị trường đầu trend. Khi mà anh chị mình lỗ lớn nhất á là lỗ nhiều trong giai đoạn đầu trend thôi anh chị, còn giai đoạn sideways này á nó cứ anh chị mình dần. Nhưng mình bị mất ở đây là gì? Mình mất cái chi phí cơ hội. Có nghĩa là có những cổ phiếu tăng nhưng cổ phiếu anh chị mình giảm, thì đó là gì? Mình đã mất đi chi phí cơ hội rồi, mọi người lưu ý. Cho nên đối với em, khi mà mình nhìn lại tổng quan thị trường hiện tại thì đây không phải là một cái thị trường nó rủi ro, mà nó là một cái thị trường phân hóa. Cho nên chị mình phải chọn lọc đánh giá rất kỹ cổ phiếu. Và một cái điểm đánh tiếp theo của thị trường chung, đó là một giai đoạn mà chị phải chọn lọc kỹ và nó sẽ tương đối khó anh chị nha, nó không hề đơn giản đâu. Đấy, đó là những gì mà em chia sẻ với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Thứ nhất là mình sẽ đi lại về cái phần tổng quan của thị trường, đó về sự phân hóa em vừa chia sẻ rồi. Cái yếu tố số 2 là hiện tại những cái vùng thị trường thanh khoản thấp, những cái vùng kiệt cung, thì đó là cơ hội hay là rủi ro. Thì mọi người lưu ý, hiện tại tổng quan về xu hướng của VN Index, bản chất em đánh giá nó vẫn đang trong những cái vận động, những cái kịch bản mẫu hình gãy nền rũ, những cái kịch bản gãy nền rũ anh chị nha, mọi người lưu ý nha. Đấy, thì bản chất đây là cái nền sideways của thị trường nè, và nó gãy rũ nè, thì bản chất nó chưa rơi quá sâu anh chị, thì nó đang tạo lại 4 phiên sideways trở lại quanh cái biên độ vùng giá quanh vùng 1010-1020 đấy anh chị, 4 phiên chỉnh lại đi ngang của thị trường chung, hầu như nó siết nền đây nè anh chị, mọi người lưu ý. Thì với những cái kịch bản gãy nền rũ nó vẫn đang trong tầm soát của em và hệ thống khách hàng bên mình. Đấy, cho nên những cái vùng mà khi thị trường nó đã gãy nền thì nó phải cần tạo cái biên độ cân bằng trở lại để làm gì? Để tôi chứ còn kiểm tra lại cung cầu, xem là những cái vùng nền trên anh chị nhà tôi mình có mua cổ phiếu nè, nó rủ xuống một nhịp nè, cân bằng trở lại nè, anh chị mình có bán ra hay chưa? Anh chị thấy vùng này là một cái vùng mà tương đối tâm lý anh chị nha. Em nói anh chị nào cầm cổ phiếu á mình cũng sợ, anh chị nào mình cầm tiền á mình cũng sợ, đó gọi là cái vùng tâm lý. Và không có quá nhiều những cái trạng thái giao dịch, những cái trạng thái mua bán của tất cả những chị nhà đầu tư. Và đa phần khi mà chị mình thấy ở thời điểm hiện tại, những cái vùng cân bằng là cái vùng mà tổ chức họ sẽ kiểm tra cung cầu. Và cái vùng tổ chức họ kiểm tra cung cầu á, cái quan trọng anh chị phải nhìn được á là mình nhìn ở cái tố volume này nè chị. Volume khi mà nó càng ngày nó càng đi ngang, càng cân bằng, khối lượng càng thấp đi nè. Khối lượng đây là gì? Một người mua thì sẽ có một người bán. Khối lượng càng thấp cho thấy những cái người bán, những cái áp lực bán nó đã ít đi rồi anh chị. Những cái lượng cung trên thị trường, thường mình đo lượng cung á là mình đo lượng cung của những nhà đầu tư cá nhân. Thì điều này cho thấy áp lực bán, những cái lượng cung từ nhà đầu tư cá nhân trên thị trường đã yếu đi anh chị, mọi người lưu ý nha. Đấy, cho nên thời điểm hiện tại những trạng thái mà cân bằng khối lượng thấp của thị trường chung, đối với góc nhìn của cá nhân em thì mình đánh giá đây là một trạng thái tích cực của thị trường. Và những cái điểm sáng của thị trường chung khi mà chị mình thấy mình bỏ một cái chạc 30 phút á, anh chị mình thấy rất rõ là gì, những cái thời điểm rõ ràng đây là cái vùng cân bằng của thị trường anh chị. Những cái thời điểm nè, đây nhịp thứ nhất chỉnh lại nè, nhịp thứ hai test lại nè, nhịp thứ ba test lại anh chị, nhịp thứ tư test lại nè, liên tục là những cái vùng mà khi thị trường nó test lại quanh cái vùng biên 1110 xuất hiện những cái lực cầu tham gia là tương đối tốt anh chị, mọi người lưu ý á, luôn luôn xuất hiện những cái lực cầu đẩy giá, những cái lực cầu hấp thụ những cái áp lực bán của nhà đầu tư. Và bản chất tổ chức ở giai đoạn này là những cái vùng khi mà gọi vùng cân bằng, vùng sideways, vùng hấp thụ là những cái vùng có thể gọi là vùng tổ chức họ đang gom lại những cái lượng hàng. Ví dụ anh chị mình thấy trong vài phiên vừa qua đi, anh chị mình cầm cổ phiếu mình có mệt mỏi không? Đấy, mình có muốn bán ra cổ phiếu không? Khi mà chị mình đa phần mình nhìn vào cái bảng giá ấy, là cái trạng thái đỏ điểm liên tục của cổ phiếu thì không ít thì nhiều nó sẽ nảy sinh cái tâm lý muốn bán cổ phiếu của anh chị nào mình đang cầm cổ phiếu. Thì khi đó tổ chức họ luôn luôn họ kê những cái lệnh ở vùng giá thấp để họ hấp thụ cái lượng hàng chị mình bán xuống là sẽ hấp ngay những cái lệnh của cổ phiếu. Và thấy đoạn vừa qua đó là cái vùng mà liên tục tổ chức họ kiểm tra cung cầu, kéo lên rũ xuống, kéo lên rũ xuống, thì nó gọi là quá trình kiểm tra cung cầu anh chị nha. Và khi mà càng kiểm tra anh chị thấy những áp lực lượng cung nè, những cái thanh volume lớn màu đỏ này anh chị, càng ngày nó càng ít đi anh chị thấy không, càng ngày nó càng thấp đi nè, thì đây là một trạng thái kiểm tra cung cầu rất tích cực của thị trường. Đấy, mọi người lưu ý, em đã đề cập với chị mình rất kỹ về những cái kịch bản này tại hệ thống bán hàng bên em. Ví dụ trong room bán hàng đi, mình đề cập với chị mình rất kỹ từ những cái buổi mà đề đại nhận trước á, mình đã đưa cho chị mình về những cái kịch bản để mình tham gia anh chị. Ví dụ em vẫn đánh giá trong ngày 21 tháng 12 đi, cách đây khoảng 3 ngày anh chị, cách đây khoảng 3 ngày rồi đánh giá với chị mình rồi vào những cái bài phân tích ở buổi sáng á, thì em đánh giá hiện tại thị trường nó đang trong những quá trình gì, gãy nền sideways. Thì mình gọi đây là những cái mô hình điểm rũ cuối, những điểm gãy nền để rũ bỏ nhịp cuối cùng trước khi bước vào một giai đoạn mới. Thì quá trình hiện tại nó cần phải mất 3 đến 5 phiên nó cân bằng trở lại. Và hiện tại thị trường đang cân bằng ở đây được bao nhiêu phiên anh chị? Thị trường đang tạo sự cân bằng trở lại được 4 phiên và volume càng ngày càng kiệt cung nè. Một giai đoạn gọi là siêu volume thấp, siêu kiệt cung của thị trường. Đấy, cho nên nó đã đang khá là đạt về những cái kịch bản mà cá nhân em mình đưa ra. Đấy, thì nó phải chờ, nó kiểm tra liên tục áp lực bán chị nó càng tắt càng áp lực bán yếu.
Cho nên là bây giờ quan trọng nhất thị trường á là sau những cái đoạn mà kiểm tra cung cầu áp lực bán yếu thì nó phải có những cái tín hiệu gì, dòng tiền mới tham chiến trở lại. Thị trường nó xác nhận dòng tiền trở lại thì sẽ bước vào một con sóng số 2 ngày. Mọi người lưu ý. Đấy. Cho nên đó là kịch bản tích cực nhất. Còn ngược lại, nếu như mà kịch bản xấu á, thị trường cân bằng 3 4 phiên này, sau đó xuất hiện áp lực gãy, biên độ lớn, khối lượng lớn thì coi như là chúng ta phải tạm thời chúng ta bán hết cổ phiếu và chúng ta đứng ngoài. Đấy, còn với em thì mình không bao giờ mình hướng anh chị mình đến những cái điều tiêu cực mà mình luôn luôn đưa ra kịch bản để mình tầm soát cái chiến lược đầu tư. Nếu như thị trường nó đi vào đúng những cái kịch bản tốt, kịch bản tích cực thì mình sẽ làm gì? Và em đánh giá rất rõ, chị mình lại đánh giá 70% thị trường sẽ đi theo cái kịch bản tích cực này. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn chị mình quan sát kỹ những cái tín hiệu vận động cổ phiếu để mình đánh giá, mình sẽ tham gia nếu như mà thị trường nó quay trở lại. Đấy. Chứ bây giờ mà anh chị mình đi mình ngồi mình tiêu cực thị trường, mình hô thị trường sập á, thì khi mà thị trường nó quay trở lại á, anh chị mình chắc chắn sẽ rất khó để mà tham gia được trở lại ngay. Tại vì cái suy nghĩ, cái tư tưởng mình đang nghĩ là thị trường nó xấu, mà bây giờ ngược lại thị trường nó tăng á, là anh chị phải bị đối chiếu và bị đấu tranh về cái tư tưởng đầu tư. Ngược lại em không phải là một người mà mình đi tiêu cực với thị trường, mà mình chỉ đưa ra kịch bản thị trường thuận theo kịch bản nào thì mình sẽ ứng biến những cái chiến lược phù hợp với kịch bản đó. Mọi người lưu ý, cho nên một cái phiên mà thị trường gãy đây nè thì em vẫn là những người mình đi cắt lỗ cổ phiếu. Có những cổ phiếu nó vi phạm là mình bán ra. Đấy, những cổ phiếu mình đánh giá nó xấu là mình bán ra. Ví dụ trong tuần vừa qua đi, em chốt lại hết những cổ phiếu như ETI từ những điểm mua vùng dưới, hoặc là anh chị nào mua tại cái phiên nền hôm 16 tuần trước á, thì đây là cái phiên mà mình hàng về là mình cắt lỗ ngay. Mọi người lưu ý nha, anh cắt rất sớm, mình cắt rất sớm những cái vùng giá khi nó vi phạm để mình tránh cổ phiếu nó giảm về một cái biên dưới. Tại vì thấy xuất hiện áp lực bull trap nè, xuất hiện áp lực bán ngược trở lại nè, thì nó bị phèo cái phiên bùng nổ chị, là mình phải xử lý ngay. Hoặc là một số cổ phiếu như Hòa Phát đi. Đấy, em là mình mua rất đúng điểm, nhưng khi nó không đạt kỳ vọng, ví dụ mình mua tại những điểm tại nền điểm hướng lên. Đấy, ví dụ như T cộng 1 là mình lãi 10% anh chị ha, nhưng mà hàng về mình lỗ coi như mình xử lý luôn phiên này. Để mình tránh những áp lực đến hiện tại thì rất khó cho anh chị mình xử lý. Đấy, cho nên mình không quan trọng đúng hay là sai, mà nếu như anh chị mình đúng thì mình sẽ làm gì. Nếu như chỉ đang hiện tại thị trường kỳ cung, chỉ cần một dòng tiền đủ lớn xác nhận bỏ tuần sau thì mình sẽ làm gì anh chị? Đó chính là những điểm tham gia, mọi người lưu ý. Còn ngược lại, chiều nó kỳ cung đây nè và tiếp tục nó yếu tố gì, nó thiếu những cái dòng tiền tham gia, nó xuất hiện những điểm gãy á, thì coi như là mình phải bán đi cái phần cổ phiếu còn lại và mình đứng ngoài. Đó là cái chiến lược mà em đưa ra với tất cả cái những chị nhà đầu tư mình. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên cái điểm sáng của thị trường hiện tại nó vẫn có, chính là những quá trình cân bằng kỳ cung. Cái yếu tố thứ hai là nó có luôn luôn xuất hiện những cái yếu tố tín hiệu vì dòng tiền. Khi mà thị trường nó test về lại những cái vùng biên dưới quanh cái vùng 1110 thì luôn có dòng tiền nó hấp thụ, nó đợi giá lên. Đấy, và trong cái phiên ngày hôm qua đi, hoặc là trong cái phiên ngày hôm thứ năm đi, thì anh chị mình cũng thấy được là gì, cái bản chất hiện tại á, đa phần anh chị tổ chức họ đè giá đỏ ở những mã cổ phiếu, cái tín hiệu cung cầu cổ phiếu giai đoạn mà tương đối lỏng nha, nhưng mà họ không có bán tháo anh chị. Và đa phần gì, nó chỉ để hiển thị cái giá đỏ đi để cho anh chị mình có nhìn cái bảng giá, à, mình thấy những cổ phiếu mình đang nắm nó đỏ thì anh chị mình nảy sinh cái tâm lý mình lo sợ, mình chán nản, mình sợ hãi thì mình dễ mình bán là cổ phiếu. Thì khi mà anh chị bán ra, tổ chức họ kê những cái lệnh thấp á, họ hấp thụ hết những cái lệnh chị mình bán ra. Đấy, chứ nó không có bất kỳ những điểm bull trap. Em đánh giá hiện tại đa phần nếu như mà thị trường nó muốn chết á thì nó phải có những điểm bull trap trở lại gì, để làm gì, để lôi kéo sự tham gia của nhà đầu tư thì cái đầu phía sau nó chết mới nặng. Còn bây giờ bản chất kỳ cung như thế này, bây giờ nó muốn chết thì cái áp lực bán cũng đâu còn lớn đâu chị. Đấy, và bản chất em sẽ thấy được là gì, có nhiều anh chị nhà đầu tư mình có những cái quan điểm là mình nói đánh giá là thị trường hiện tại là một thị trường nó đang phân phối, là những cái phiên diện vừa qua ấy, thị trường phân phối, thị trường áp lực bán. Nhưng bản chất đối với cá nhân em, những cái giai đoạn hiện tại là cái vùng mà bản chất yếu tố tâm lý nó tương đối nặng nè. Trong 4 phiên vừa qua có anh chị nhà đầu tư nào mình dám mua cổ phiếu không? Đấy, có chị nào dám mua thì mình để lại cho phần bình luận bên dưới giúp em ha. Và đa phần yếu tố khối lượng thấp á, nó đang tạo cái sự nghi ngờ, đang tạo cái sự chờ đợi, thậm chí chờ đợi cả người cầm tiền và cả người cầm cổ phiếu, thì nó thiếu đi cái sự FOMO. Thì bây giờ thị trường nó thiếu đi cái sự FOMO thì tổ chức không muốn bán, họ bán cho ai gì, ai mua mà họ bán. Mọi người lưu ý, và đa phần những chị mình tham gia cách đây khoảng 1-2 tuần đi lên á, hoặc là mình tham gia những cái điểm từ bùng nổ heo đại đi lên á, đa phần anh chị mình đều được chốt lãi gì nha, đều được chốt lãi nha. Ví dụ như mình nhìn là những con hoa sen năm kim đi, anh chị nào mua đuổi thì lỗ là điều đó phải chấp nhận à, mua đuổi mua sai điểm lỗ là điều tất yếu. Đấy, tại vì anh chị mình không có cho mình một cái hệ thống đầu tư, mình mua sai. Đấy, nhưng bản chất nhiều anh chị khác mình mua, ví dụ mua tại nền hoặc là anh chị mua từ điểm dưới đi lên nè, thì có ai lỗ đâu anh chị, đa phần anh chị mình đều được chốt lại. Thì cái quá trình mà để tổ chức họ phân phối hoặc là họ bán ra ấy, cá nhân em mình đánh giá là không cao. Vùng này là vùng thanh khoản cấp, mọi người lưu ý nha. Đấy, cho nên một số cái điểm mà đây trường nó phân phối á, thì em chưa có đồng quan điểm này, mà mình không đánh giá đây là một giai đoạn phân phối của thị trường chung đó, và nó thiếu đi yếu tố FOMO, ai cũng được chốt lại và đứng ngoài, thì bây giờ tổ chức họ bán cho ai. Đấy, và đa phần anh chị mình cũng đếm á, như anh chị mình cũng đếm những phiên phân phối thị trường á, em nhớ không nhầm là nhiều anh chị mình đếm luôn, nó phiên thứ 8 à, thì em không biết số lượng phiên phân phối đâu mà đến tới phiên thứ 8 nhiều quá. Thì mà bây giờ có ai mua ra mà tổ chức họ bán,
Đấy, ví dụ thấy nè, đây những cái phiên áp lực chốt lãi bình thường, mình gọi là phiên sắc cao, những phiên chốt lãi là rất bình thường. Đấy, và cá nhân em á, thường là mình không có đi đếm phiên phân phối ở giai đoạn đầu của bùng nổ heo đà. Mọi người lưu ý á, mình không bao giờ mình đi đếm phiên phân phối giai đoạn đầu của bùng nổ heo đà. Đó. Mà thường á, để thị trường nó phân phối được á, thì bản chất nó phải có những giai đoạn chạy nước rút để tạo sự FOMO, sự hưng phấn của chị nhà đầu tư cá nhân. Đấy, bây giờ có mấy ai tham gia trên thị trường đâu mà đi phân phối anh chị, mọi người lưu ý nha. Đấy, bây giờ tổ chức còn muốn bán ra ấy, thì bản chất nó không có những cái lực cầu đối ứng đó. Dù chị thấy nè, bản chất bây giờ nó bán ra đâu có cầu đối ứng đâu, cho nên cái phiên ATC ngày hôm qua ấy, nó mang một số yếu tố về sự điều tiết, nó mang một số yếu tố về chốt NAV của quỹ của tổ chức ở giai đoạn cuối năm ấy, thì chị thấy cái biên độ trực biên nó lớn không. Đấy, mọi người lưu ý nha, thì mình sẽ đi phân tích kỹ trong phiên vận động ngày hôm qua để cho anh chị mình đánh giá. Đấy, và đa phần khi phiên ngày hôm qua ấy, thì cá nhân em á, mình sẽ chia làm hai loại, mình sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là một giai đoạn của thị trường trước ATC. Đấy, ví dụ trong room em cũng đánh giá chị mình rất kỹ về cái phiên ngày hôm qua. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của thị trường sau phiên ATC. Đấy, thì cái giai đoạn mình đánh giá trước là giai đoạn thứ nhất đi, là giai đoạn trước phiên ATC, thì anh chị mình thấy xuyên suốt thị trường từ phiên sáng đến trước phiên ATC là một cái giai đoạn mà thị trường nó vận động rất tâm lý, một cái biên độ rất hẹp. Thì bản chất đây là không phải là một cái phiên mà tổ chức họ bán hàng, không là tổ chức họ phân phối nên chị, thường một cái biên vận động biên hẹp khối lượng gấp, nó gọi là những cái phiên tổ chức họ đang kiểm tra cung cầu. Và bản chất hôm qua của thị trường chung em đánh giá trước ATC là một cái phiên test cung rất tốt của thị trường, mọi người lưu ý nha. Đấy, và một cái phiên test cung á là để làm gì, để kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra tâm lý của nhà đầu tư cá nhân. Đấy, xem là bây giờ anh chị mình có muốn bán cổ phiếu hay không, nó gọi kiểm tra tâm lý anh chị mình có sợ không. Đấy, anh chị mình có lo ngại không, anh chị mình có nghi ngờ không? Nó còn kiểm tra tâm lý. Cái yếu tố thứ hai á là kiểm tra hành vi anh chị. Đấy, thì cái yếu tố mà kiểm tra tâm lý á, và đa phần anh chị mình nhìn lại bản chất ngày hôm qua là cái phiên mà nó mang bao trùm cái sự sợ hãi, cái sự chán nản của những chị nhà đầu tư cá nhân. Tổ chức họ đè những cái mức giá đỏ, thì nhà đầu tư cá nhân mình sợ hãi, mình chán nản thì mình dễ mình bán ra cổ phiếu đó. Đó, mọi người lưu ý á. Nhưng mà chị thấy ngày hôm qua bản chất khởi hiện này là khối lượng thấp nè, bây giờ họ chứ còn càng đè, họ càng test, áp lực bán nó càng yếu đi. Bây giờ còn ai còn nắm nhiều cổ phiếu đâu mà để bán cổ phiếu nữa anh chị. Cho nên thường á, sau những điểm mà áp lực bán không còn lớn á, khối lượng gấp á, chỉ cần một cái lực cầu đủ lớn vào ở giai đoạn cuối phiên đi. Ví dụ chị mình nhìn nè, mình nhìn lại VN Index nè. Đấy, VN Index 30 phút nè, thì anh chị mình sẽ thấy rất rõ trong một cái phiên vận động của ngày hôm qua chị ha. Khi mà tổ chức họ test liên tục vào buổi sáng đến giai đoạn 2 giờ nè, đây giờ nó test nè chị. Đấy, khi bản chất mình thấy gì, áp lực bán đâu có lớn đâu chị, thanh khoản em qua là một thanh khoản mà hầu như bị mất hút, một cái vùng gọi là kiệt thanh khoản, một vùng kiệt cung, thì chỉ cần một cái dòng tiền đủ lớn anh chị thấy không, một cái dòng tiền lực cầu đủ lớn nè, lực cầu đủ lớn đây nè, đấy thì nó kéo cho một cái mức giá thị trường nó quay trở lại. Đấy, nó gọi là một cái phiên test cung anh chị nha, một cái hành vi là hành vi test cung của tổ chức, và test ở đây là cái tâm lý giao dịch của những anh chị nhà đầu tư. Đấy, cho nên cái bản chất ngày hôm qua cá nhân em mình nhá, một cái phiên rất tốt, và thị trường hiện tại nó thiếu đi những cái phiên bull chap anh chị. Nếu như mà thị trường nó muốn chết á, thường là sau cái phiên gãy nè là xuất hiện bull chap ngay. Bull chap nghĩa là gì, nghĩa là nó kéo tăng trở lại để nó dụ anh chị nào bán ra chốt lại, mình phải quay trở lại mình mua, thì giai đoạn sau thị trường chết nó mới nè. Đấy, mọi người lưu ý ha. Đó, nên đó là những gì mà em chia sẻ với chị mình về những cái chiến lược đầu tư, về những cái kịch bản, về những cái hành vi tâm lý ở thời điểm hiện tại, để cho anh chị mình có dụng, mình có đồng quan điểm với em thì mình phải mình đồng hành với em tại room hệ không có thành viên, tại vì em lên lên những cái chiến lược rất kỹ càng về cái chiến lược khi mà trường xác nhận dòng tiền sau vùng kiệt cung này là mình sẽ quay trở lại, và lúc nào cũng thế gì, tại những vùng đáy của thị trường chung hoặc là tại những vùng mà kết thúc những quá trình điều chỉnh đấy, thì nó đều là những cái vùng thanh khoản thấp, đều là những cái vùng kiệt cung, mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên ở thời điểm hiện tại nó sẽ phát sinh những cái vấn đề như là ngày hôm qua, thì đánh giá là hai giai đoạn là trước ATC là mình đã phân tích với chị mình rồi. Tiếp theo mình sẽ đánh giá giai đoạn số 2 là giai đoạn thị trường sau phiên ATC, thì giai đoạn hiện tại là thời điểm mà chị mình cũng biết là những giai đoạn cuối năm. Đấy, thì tháng 12 cuối năm á, thì thường sẽ có những cái yếu tố mà các cái tổ chức, các cái quỹ họ sẽ chốt NAV đấy, để họ hoàn trả những cái phần dư nợ, những cái phần vay vốn cho cái bên đối tác anh chị. Cho nên là hai tuần vừa qua ấy, những cái tuần, hai tuần mà cuối tháng anh chị mình sẽ thấy được là gì, thị trường nó luôn luôn xuất hiện những áp lực bán, những cái lượng cung trong phiên ATC nó đột biến hơn so với bình thường, thì đó cũng là cái điều tất yếu anh chị. Đấy, và đôi khi nó sẽ làm nhiễu loạn cái phiên ATC của thị trường chung. Nhưng bản chất trong cái phiên ngày hôm qua, cá nhân em mình đánh giá cái hành vi kiểm tra cung cầu, hành vi test cung của tổ chức trong phiên là không thay đổi, mọi người lưu ý nha. Và thường cái phiên ATC nó cũng không có cung cầu thật, ví dụ như thấy HCM nè, HCM
Hôm qua là cái phiên mà test được bán rất tốt chị nha, sau điểm gãy nền nè, nó về hỗ trợ nè, test 3 phiên kỳ cung nè, thanh khoản thấp nè. Hôm qua nó bị bán ngược cho ATC chị thấy không, trước ATC giả hàm chiếu nè, tạo cái điểm test cung nè, sau ATC bị bán ngược về mắc đáy khoảng 3-4%. Đấy thì mình sẽ thấy những băng động này thường sẽ mang yếu tố trả điểm trở lại trong phiên hôm thứ hai tuần sau đó. Thì đó là những gì mà em đánh giá với tất cả anh chị nhà đầu tư mình về cái vùng kỳ cung thanh khoản gấp là cơ hội hay là rủi ro. Thì đối với cá nhân em, đây chính là những cái thời điểm mà nó sẽ chờ đợi tín hiệu gì, gió rông anh chị, nó sẽ chờ một cái luồng gió rông, những cái dòng tiền mới hỏi trở lại về thị trường để dẫn dắt thị trường bước vào một cái pha tăng giá số 2. Thì cá nhân em đánh giá đây là những thời điểm cơ hội để cho anh chị mình quan sát, mình chọn lọc cổ phiếu, và những cổ phiếu có yếu mà nó có hồi phục trở lại thì đó là thời điểm anh chị mình cơ cấu để mình tập trung dòng vốn vào những cổ phiếu mạnh hơn. Tiếp theo mình sẽ đi phân tích về những cái vận động cổ phiếu và mình sẽ chọn lọc cho anh chị mình những cổ phiếu mạnh không qua một cái bài phân loại cổ phiếu anh chị ha. Thì đầu tiên mình đánh giá trước là về những cổ phiếu mạnh, anh chị mình nên chú ý thì những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu mà nó giữ được cái xu hướng trong một cái điểm gãy nền vừa qua của thị trường chung mà nó không gặp áp lực bán lớn thì sau đó nó kiệt cung trở lại, nó vẫn giữ được cái vùng sideways. Thì mình đánh giá trong dòng ngân hàng là một cái dòng mà đang giữ được cái xu hướng có thể gọi là tốt nhất thị trường hiện tại. Những cổ phiếu thứ nhất hàng đầu là bây giờ là cổ phiếu CTG đấy. Thì cá nhân em khi mà chị mình nhìn đầu tiên á, mình nhìn ra một cái bức tranh nó lớn hơn đi chị, về một cái mô hình đi, thì đây là mô hình tạo đáy VNA đấy. Mọi người lưu ý á, nó có những pha rũ cuối chị, ví dụ mình thấy đây gọi là điểm spring, gọi là pha C, pha rũ bỏ, pha ép bán, pha ép hầu như tất cả các nhà đầu tư tham gia với cổ phiếu CTG đều bị ép bán trong giai đoạn này. Có phải anh chị mình cầm cổ phiếu CTG trong thời gian vừa qua, anh chị mình thấy đây là giai đoạn mà anh chị mình dễ bán là cổ phiếu nhất không, làm cái vùng mà tâm lý nó cùng cực nhất, là cũng là cái vùng mà tổ chức họ ép cho anh chị mình nặng nề nhất, bi quan nhất, bỉ cực nhất của cổ phiếu, thường gọi điểm spring, nó cũng như cái vùng hỗ trợ. Sau đó thì cổ phiếu nó quay trở lại và những điểm quay trở lại nó xuất hiện dòng tiền, quay trở lại xuất hiện dòng tiền. Mọi người lưu ý liên tục là những điểm dòng tiền xuất hiện nè, hãy những điểm dòng tiền xuất hiện của cổ phiếu đó. Và anh chị thấy không có bất kỳ những cái phiên nào gọi là phiên phân phối, và đây là cái vùng nó gặp lại vùng kháng cự hay gọi là gì, một cái pha SOS đó gì, một cái vùng tái tích lũy kênh trên đó. Thì đang tái tích lũy là kênh trên đâu đấy cũng khoảng một tháng anh chị ha, tái lũy gần một tháng á, đâu đấy khoảng một tháng với những cổ phiếu như CTG đấy, là một cái đoạn mà một tháng tích lũy tương đối tốt anh chị, và quá trình càng tích lũy có lượng càng hấp dẫn, là quá trình tích lũy rất tốt của cổ phiếu CTG, siêu kỳ cung luôn. Đấy, hôm qua đáng lẽ là một cái phiên test cung rất đẹp với những cổ phiếu CTG, cho nên chị mình quan tâm về những cổ phiếu CTG thì vùng hiện tại, ví dụ quanh quanh vùng 2728 đi, là cái vùng mà chị mình lấy vị thế được. Nếu như mình kỳ vọng đây là những cổ phiếu dẫn dắt, thì cá nhân em mình kỳ vọng khi dừng bước vào nhịp số 2, đây sẽ là những con sẽ dẫn dắt thị trường đi lên. Đấy, cho nên chị mình lưu ý, cho nên cái vùng hiện tại vùng nó đang tích lũy lại, kỳ cung rất là tích cực. Thị trường anh chị thấy thị trường điều chỉnh đi, những này vẫn giữ giá rất tốt. Đấy, đó là một những cái tín hiệu xuất hiện của những cổ phiếu mạnh cho một cái chu kỳ tiếp theo. Đó, là những cổ phiếu mà nằm biên trên, giữ giá tốt, tạo vùng sideways. Thì bản chất những cổ phiếu này, từng sau mình chờ đợi tín hiệu dòng tiền. Đấy, còn chỉ nào mình chưa lấy vị thế thì quanh vùng nào mình phải mình canh lấy vị thế được. Đấy, cho nên phân bổ làm hai điểm mua. Thì tuần trước anh đã hướng dẫn chị mình cách đi vốn rồi. Đấy, cách đi vốn như nào để tốt nhất á, thì hướng dẫn chị mình đây nè, về cách đi vốn đó, lúc nào cũng phân bổ làm hai cái vị thế. Cho nên tuần sau mình chờ ví dụ dòng tiền bùng nổ đi vào thì đó chính là điểm anh chị mình giả tập. Mọi người lưu ý nha. Cho nên dòng ngân hàng anh chị mình note lại kỹ. Cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu CTG đấy, cổ phiếu mình sẽ đi đưa từ những con mà ưu tiên đến thấp anh chị nha. Cổ phiếu số 2, ví dụ như mình thấy đâu đó nếu mình xét về mẫu hình thì cổ phiếu của BID nó cũng tương tự, nó gặp lại những cái vùng kháng cự và đang tạo những cái giai đoạn gọi là qua giai đoạn tái tích lũy tương đối tốt chị, bắt đầu hiện tại cũng đang cái tốt kỳ cung dần nè, nhưng mà con BID này nó hơi bị điều tiết cái gì, điều tiết cho cái điểm số chung ấy, thì nó cũng hơi khó để mà mình chọn lọc. Nhưng nếu mình xét về trend và xu hướng thì nó vẫn tương tự với con CTG anh chị ha. Cho anh chị nào thích BID mình có thể mình lấy vị thế được để mình quan sát đấy. Còn cá nhân em mình chọn CTG tại vì nó không mang cái sự điều tiết nó cao gì, nó vẫn giữ làm xiết biên tốt nè. BID cũng tương tự, hoặc là một số cổ phiếu ví dụ mình xét về xu hướng này thì mình thấy với những cổ phiếu ví dụ đâu đó mình thấy với những cổ phiếu ACB, những cổ phiếu nó vẫn siết cái biên độ nền khá là tốt chị. Cái mình lưu ý trên tổng quan đánh giá với dòng ngân hàng á, là một cái dòng hiện tại đang giữ cái xu thế sideways tốt nhất thị trường, mà những điểm test cung của những cổ phiếu ACB này. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo mà anh chị mình có thể mình chú ý được trong dòng ngân hàng luôn á, thì nó cũng có thể xuất hiện từ một số cổ phiếu ví dụ đâu đó mình thấy những cổ phiếu ví dụ như Liên Việt đi, thì bản chất như này là điểm gãy nè, như thế nào đây là điểm gãy nền của cổ phiếu này. Nhưng mà khác với con ghép, ví dụ con Liên Việt gãy đây nè, là những phiên sau quay trở lại vùng nền ngay, thì đâu đó là những điểm gãy nền trụ. Đấy, còn những con như ghép anh chị thấy gì, gãy phiên nè, gãy phiên nè, rồi gãy luôn, rồi nó yếu hơn anh chị nha. Mọi người lưu ý thấy trên đó những con Liên Việt sẽ tốt hơn, đâu đó mình thấy những quá trình gặp lại kháng cự nè, nó tạo những điểm gãy đủ nè, nó quay trở lại nè. Nếu như mà một cái nhịp mà cổ phiếu như Liên Việt nó quay trở lại, nó cần phải tạo quá trình nó kiểm tra cung cầu đây thì nó mới xuất hiện điểm dòng tiền vào phía sau. Cho nên Liên Việt thì mình sẽ đôi khi mình sẽ chú ý sau anh chị, mình sẽ chú ý đoạn sau. Đấy, thì đoạn này mình ưu tiên trước hai mã là những cổ phiếu Steger
và những cổ phiếu như BI đi, thì cá nhân em mình đánh giá tích cực hơn. Và là một số cổ phiếu dù mình thấy như BB băng đi, nó có điểm dòng tiền quay trở lại nhưng mà nó chưa bứt phá được, và những con này nó dao động hơi lỏng, thì cá nhân mình chưa ưu tiên với những cổ phiếu như VB. Thấy cho anh chị nào có thì vẫn cầm thêm chứ mình không ưu tiên mua mới anh chị nha. Mua mới mình chú ý những cổ phiếu như CTG thì em sẽ ưu tiên hơn. Đấy, một là một số cổ phiếu dù như STB đi, những con này bắt đầu những cái nền giá nó neo lại gì, nó cũng vần vùng kháng cự rồi, thường những này bùng nổ lên gặp kháng cự nè, thì nó cũng phải tích lũy lại tương tự với CTG. Hả? Cho nên chuyện tiếp theo mình sẽ thấy á, trong một dòng cổ phiếu á, đôi khi nó cũng vẫn mang cái màu sắc phân hóa, có những cổ phiếu nó vẫn đi lên, có những cổ phiếu trong dòng đôi khi lại sẽ quay đi ngang. Đấy, mọi người lưu ý. Cho nên thường trong dòng này á, thì giúp team chọn lọc với chị mình hai mã, đấy là BID và CTG. Thì một tiếp theo mình sẽ đánh giá với chị mình về dòng cổ phiếu của dòng dầu khí á chị. Hai tay cũng là một cái dòng mà em đánh giá là tương đối tốt anh chị nha, trong một cái nhịp điều chỉnh vừa qua. Thì cổ phiếu gọi là cổ phiếu hàng đầu của thị trường, đó xin lỗi, cổ phiếu hàng đầu của dòng dầu khí hiện tại, nếu như mà chị quan tâm về dòng dầu khí thì đó chính là cổ phiếu của BVD. Một cái điểm gãy anh chị, một điểm gãy rũ nè, một điểm gãy rũ nè, sau đó là một cái điểm mà nó quay trở lại rất nhanh, thì đây những quá trình rất mạnh, xu hướng nó vẫn giữ rất tốt với những cổ phiếu của BVD. Và nếu như mà mình đánh giá với chị mình thời điểm hiện tại thì chị mình cũng thấy được là cái giá dầu khí giới nó đang ủng hộ chị, đang ủng hộ cho nhóm dòng cổ phiếu của dòng dầu khí. Khi mà hiện tại đa phần nha, khi mà chị mình đánh giá vì một số cái sự biến động tăng của dòng dầu khí hiện tại nó cũng xuất hiện từ một số yếu tố thông tin đó. Nếu như mà anh chị nào mình chưa biết thì coi như là em cập nhật thêm với chị mình là thời điểm này là những cái thời điểm mà tương đối nhạy cảm về cái việc về giá dầu khí giới, khi mà nghe đang có những cái chương trình cắt giảm những cái sản lượng. Mọi người lưu ý, khi mà EU á, họ đang cắt những cái giá trần dầu khí đối với những cái doanh nghiệp và của Nga khi xuất khẩu dầu khí. Mọi người lưu ý á, đó, cái đó là một số cái thông tin Nga sẽ áp đặt bằng cái việc cắt sản lượng để đáp trả là cái việc mà áp đặt giá trần đối với dầu khí của Nga. Cái phần số 2 là chị thấy được là hiện tại những cái yếu tố về thống kê về cái lượng hàng tồn kho dầu khí của Mỹ á, nó đang giảm. Đây, khi mà nó đang giảm thì bắt buộc những cái chính phủ họ phải bù đắp lại, lấp đầy những cái hàng tồn kho, lấp đầy những cái kho dự trữ anh chị. Đó thì bắt buộc họ có những cái dòng tiền, cái lực cầu luôn luôn xuất hiện, những lực cầu tiềm năng với giá dầu thế giới. Cái phần số 3 là đâu đó chị cũng biết được là những cái yếu tố thông tin gần đây xuất hiện rất nhiều về cái việc mà Trung Quốc sẽ hồi phục trở lại, Trung Quốc sẽ mở cửa nền kinh tế, Trung Quốc sẽ làm gì, sẽ xóa bỏ đi cái chế độ và cái chính sách về Zero Covid. Thì bản chất khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì những cái doanh nghiệp sản xuất toàn cầu sẽ phục hồi. Tại vì Trung Quốc anh chị mình cũng biết á, đó là một cái nôi gì của một cái yếu tố gì, một yếu tố mà tiêu thụ những cái hàng hóa, từ đó nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trên thế giới. Cũng như khi mà mình đánh giá về sản xuất thép như gì, thì Trung Quốc nó chiếm khoảng 50% tổng cái tỷ trọng về sản xuất thép của thế giới. Đấy, thì khi mà những cái nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại, thì những cái nhà máy sẽ có những quá trình chạy, nhà máy sẽ hồi phục trở lại, thì khi đó cái năng lực sản xuất cái gì nó sẽ tăng. Và bản chất bây giờ anh chị mình muốn chạy nhà máy thì phải xài gì, phải xài năng lượng, phải xài điện nè, nước nè, máy dầu nè, đó, khí đốt nè. Mọi người lưu ý để chạy năng lượng thì khi đó cái năng lượng, cái lực cầu, cái nhu cầu mua nó sẽ tăng lên gì này, thì nó cũng sẽ là những cái động lực thúc đẩy cho cái việc về giá dầu thế giới đó. Nên chị mình lưu ý cho nó, em hiện tại cái giá dầu thế giới đang ủng hộ với những dòng cổ phiếu dầu khí, nhưng quan trọng là gì, những cổ phiếu này liệu có điểm mua hay không đó. Thì đối với cá nhân em, sau những quá trình điều chỉnh vừa qua thì mình nhắc BVD là những cổ phiếu tương đối tốt và nó tương đối mạnh. Anh chị mình thấy mình nắm, ví dụ như mình có nắm BVD đến thời điểm hiện tại thì mình chắc mình đâu có lỗ đâu chị, đúng không? Nó đang mình đâu có lỗ trong khoảng 2 tháng vừa qua đi anh chị nào, mình 2 tháng vừa qua anh chị, anh xin lỗi là 1 tháng vừa qua anh chị nào mua BVD thì mình chắc mình đâu có lỗ đâu. Anh chị nào mua giá 18 hiện tại cũng quanh 18 thì nó vẫn ở đó, thì mình chấp nhận cổ phiếu này nó đang được tổ chức họ đỡ giá và giữ giá tương đối tốt anh chị ha. Đấy, cho nên từng sau với những cái firm mua hình vai này, đầu nè, vai ngược đang tạo quá trình tái tích lũy trở lại, cân bằng tương đối tốt với những cổ phiếu như BVD thì ví dụ những điểm sau rũ ra quay trở lại nè, kiệt cung nè, đỡ cung nè, thì mà dòng tiền nó đi vào thì đó chính là những điểm mà chị mình muốn mua, mình khởi mình gia tăng thêm. Đấy, hoặc là anh chị nào muốn mua mới canh những quanh vùng nền thì mình lấy vị thế được, gia tăng khi mà nó có điểm dòng tiền xác nhận ở đây là những điểm mà chị mình gia tăng. Ví dụ từng sau mà con BVD này nó chỉ cần bùng nổ bao nhiêu gì, em đánh giá bùng nổ đâu đấy khoảng tầm không cần nhiều đâu, đâu đấy khoảng tầm 12 đến 13 triệu cổ phiếu là tốt nhất để anh chị mình có những điểm gia tăng. Mà chị biết BVD là một cổ phiếu nó mang tính đầu cơ cực kỳ cao, khi mà nó dòng tiền đi vào đánh á, nó gửi về là những vùng đỉnh cũ là việc bình thường với những cổ phiếu như BVD chị ha. Cho nên chị mình lưu ý kỹ với những cổ phiếu này. Đấy, cho nên mình sẽ nốt lại trong cái phần cổ phiếu khác là có BVD nè, là những cổ phiếu mình rất ưu tiên với anh chị nhà đầu tư mình. Đấy, với dòng dầu khí đó, còn là một số cổ phiếu còn lại ví dụ như BVS em không đánh giá cao. Ví dụ chị muốn mua dầu khí đánh BVD thôi, đánh đúng một con này thôi. Đấy, BVS bỏ. Đấy, bỏ được những con như BSR bỏ, những con OI bỏ, bỏ hết mấy này, đánh đúng một con BVD thôi. Đó, tại vì xu hướng nó tốt hơn, dòng tiền nó khỏe hơn. Đấy, hoặc là những cổ phiếu như BVT nó cứ bò đi rồi mà tìm cộng một kháng cự anh chị ạ. Đấy, dù đây một kháng cự của những BVT này. Thì gì nào có cầm thôi chứ không ưu tiên mua mới đâu chị ha. Hãy nổ lên gặp kháng cự ngay à, ưu tiên BVD nè. Đấy, những con như bơi lợi ích này nọ nó cũng khó đánh lắm. Đấy, những con này quá cực kỳ khó đánh luôn á, nên chị chú ý dầu khi chị BVD thôi đó. Tiếp theo
Khi mà chúng ta đánh giá về những dòng cổ phiếu còn lại, ví dụ như về dòng chứng khoán đi, thì chị mình nhìn về dòng chứng khoán đa phần trong một cái tuần vừa qua, dòng này là một trong những dòng mà nó cũng xuất hiện áp lực bán rất lớn anh chị nha. Đấy. Thì em đã chia sẻ với chị mình thôi, ví dụ anh chị nào trong room của em á, thì mình đã đưa cho anh chị mình về những cái kịch bản, mình đã phân tích với chị mình rất kỹ thời điểm hiện tại của thị trường. Đấy. Ví dụ vào một buổi sáng đi, em phân tích với chị mình rõ ràng luôn nè, về những cái chiến lược đầu tư hoặc là về những cái quan điểm đầu tư nè, trong ngày 22 tháng 12 đi, mới đây thôi anh chị, ngày 22 tháng 12 là ngày 25 á đó, thì mình đánh giá với chị mình rất rõ về những cổ phiếu mạnh, về những cổ phiếu yếu, ví dụ như cổ phiếu là dòng bông sản mid cap, ví dụ như ghét cũng DCM là những cổ phiếu yếu thì họ lên là bán, họ lên là cơ cấu đấy, chứ không phải điểm mua. Những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu giữ được vùng xoay quanh, nó vẫn đợi giá tốt, thì chị hãy bản chất những cổ phiếu STG, STB, BVD, BVT, FPT là những cổ phiếu ưu tiên trong cái đợt tăng giá tiếp theo của thị trường. Ngoài ra anh chị mình đang quan tâm về nhóm chứng khoán và nhóm thép, thì đặc biệt về nhóm chứng khoán á, em đánh giá đang dao động lỏng, và trong ngắn hạn tuần vừa qua anh chị mình thấy nó xuất hiện áp lực bán rất lớn, thì nó phải mất thời gian nó cân bằng ít nhất nha là phải 1 tuần thì mình mới canh lại những cái điểm với những cổ phiếu như ESI, VCI hoặc là VND. Đó là tổng thể với dòng chứng khoán, như nó như con VND này áp lực bán rất lớn thì rất khó để mà nó quay trở lại nha, thì bản chất nó phải kiểm tra cung cầu, mọi người lưu ý á. Và một điểm tích cực của những con này á là nó không xuất hiện nhịp bull chap, nếu như mà sau điểm này, sau điểm chỉnh mà nó quay trở lại test đỉnh á, thì xác suất nó chết là cực kỳ cao. Thế vì thế tổ chức họ tiếp tục họ đè giá gì, tiếp tục họ điều chỉnh, cho ai muốn bán thì cứ bán đi đấy. Và đây cũng về vùng hỗ trợ nên thì xác suất nó hồi phục, nó tạo vùng cân bằng. Em đánh giá những con này nên tạo vùng cân bằng ở đây, không nên bật trở lại, nếu như mà nó bật trở lại test đỉnh thì nó sẽ rủi ro hơn. Mọi người lưu ý sẽ tạo những nhịp bull chap á, những cái nhịp lôi kéo á, thay vì nó rủ xong nó cân bằng trở lại kỳ cung dòng tiền đi vào thì sẽ tốt hơn đấy. Những cổ phiếu như ai cũng tương tự như thế, cho nên trong cái tuần vừa qua thì mình có những cái lý do quan trọng nhất khi mà anh chị mình mua, thì vì sao mình mua cổ phiếu, thứ hai khi mà anh chị mình bán lý do gì mình bán cổ phiếu, thì lý do mà em bán cổ phiếu em đưa ra với anh chị trong room rất rõ ràng, mình đã chốt lại những cổ phiếu như ai mình hạ ra, hoặc là anh chị có mua tại đây thì mình đã cắt lỗ cái vùng ngắn đó, cái độ 2-3% thì nó không phải là vấn đề với những cổ phiếu như ai, nên nó bây giờ mà cầm lại lỗ này đấy, bây giờ mà cầm lại lỗ đây khoảng 10% rồi đó với những cổ phiếu như ai. Trên đó là cái cách mà mình xử lý, mình ứng biến khi mà thị trường nó có sự biến động, khi mà thị trường nó xuất hiện cái biến cố, những cái kịch bản mà nó không đạt kỳ vọng của mình thì mình phải xử lý, mình lưu ý ha. Đấy, cho nên đâu đó ví dụ nếu như mà trong dòng chứng khoán được chọn thì cá nhân em mình chỉ chọn con VND thôi. Tại vì sao? Anh chị thấy những con này nó không xuất hiện áp lực bán gì. Nó không xuất hiện áp lực bán, bản chất nó vẫn giữ trong cái vùng biên sideways quay anh chị thấy không? Những cái giữ trong vùng biên sideways quay tương đối tích cực anh chị nha. Đấy, nó đang tạo 4 phiên quanh cái biên độ vùng giá 21 22 à. Nó đang tạo sự cân bằng trở lại, nó có lượng khắp này. Đấy, hôm qua là một cái phiên tạo được điểm test cung rất đẹp của những cổ phiếu nhá, CM trước ATC. Nhưng mà với những cái sự điều tiết, những cái sự nhiễu sóng, nhiễu loạn trong phiên ATC thì HCM giảm 3-4% thì mình thấy đáng tiếc với cái trường hợp của HCM. Nhưng mà tuần sau sẽ trả điểm thôi. Thế nên ví dụ anh chị mình chú ý dòng chứng khoán á, thì mình nên chọn một con HCM thôi. Nó vẫn giữ được cái biên xoay quay, khối lượng vùng áp lực bán nó yếu đi, khối lượng gấp thì nó tích cực anh chị nha. Đấy, nên trong dòng này á, mình chú ý một mã như là HCM thôi. Đấy, anh chị mình chú ý mình chọn lọc mình đánh ngắn được. Đó, hoặc là một số cổ phiếu tiếp theo trong một cái tuần vừa qua mình đánh giá anh chị mình về dòng thép đi, xem có con nào ok đúng không, dòng thép chắc những năm kim hướng dẫn anh chị mình chặn lại đấy. Thì đây là những cái quá trình điều chỉnh 3 phiên với những cổ phiếu năm kim, thì thường nó về biên dưới sẽ có những điểm hồi thôi, ví dụ quanh cái vùng 12 những cái điểm mà hỗ trợ của những cổ phiếu năm kim thì sẽ có những điểm hồi phục đấy. Chia em hướng dẫn cho chị mình rất kỹ những cổ phiếu năm kim là chị mình chặn lại, mình chặn lại vùng giá bao nhiêu 13.5, thì cổ phiếu nó vi phạm chị mình tút tiền vào túi là xong. Còn nhiều anh chị mình thấy cổ phiếu chỉnh vào bắt đi, chỉnh vào bắt là chị mình lỗ ngay. Đối với em mình không mua những cổ phiếu mà trong cái nhịp nó rơi, trong một cái nhịp nó giảm, mà mình sẽ mua sau quá trình cổ phiếu điều chỉnh xong và cân bằng trở lại. Nào hoa sen cũng tương tự, những con này ngắn hạn áp lực bán khá là lớn đó chị ha, áp bán khá lớn đó. Thì bây giờ nó phải mất thời gian nó cân bằng lâu đấy, không phải nhanh đâu. Đây vùng hỗ trợ này, quanh vùng 11.15, 11.5 nè. Thì khi về vùng hỗ trợ hy vọng sẽ có những điểm hồi phục trở lại để cho chị mình ai muốn bán thì mình bán sau. Đấy, ngược lại trong dòng này có một phát cũng tương tự anh chị, một phát cũng tương tự thôi, nhưng mà một điểm tích cực là gì? Càng về những vùng hỗ trợ này, thì khối lượng nó càng thấp, áp lực nó càng ít, thì cái việc mà cổ phiếu nó rất dễ nó bật nó quay trở lại hồi phục anh chị nha. Đấy, cho anh chị dòng này thì chỉ cứ trạng thái mình không có ưu tiên với anh chị nhà đầu tư mình mua mới, nhưng mà với những cái điểm mà ví dụ anh chị mình có nắm á thì thôi mình cũng chờ thêm anh chị. Ví dụ xử lý là phải xử lý sớm, sau cái điểm bull chap nè, bùng nổ thất bại nè, nó quay trở lại nó giảm là mình phải xử lý ngay, tránh những điểm nó giảm sâu về vùng hỗ trợ lượng thấp mà anh chị bán thì rất dễ là gì, cổ phiếu nó quay đầu trở lại. Mọi người lưu ý nha, trên dòng thấy tạm thời thì mình phải chưa quan tâm với dòng này. Này, tiếp theo thì mình có thấy ngày hôm qua nó cũng xuất hiện một số cái điểm của dòng điện anh chị. Ví dụ sau cái vùng điều chỉnh kịp cung mà dòng tiền nó đi vào dòng điện á, thì mình thấy đây là một dòng đang tích cực anh chị nha, đang tốt nha, nó huy động một cái tố dòng tiền. Ví dụ những cổ phiếu nổ đầu tiên là có GEG nè, dòng tiền đi vào nè, những điểm đi vào những con này nó tốt anh chị. Tại vì sao? Nó không bị gãy nên. Hay những cổ phiếu mà dòng tiền đi vào, những cổ phiếu mà được đợi giá sau những quá trình điều chỉnh á, nó vượt qua được những cơn bão tố của thị trường trong những quá trình điều chỉnh vừa qua, rồi bỏ vừa qua mà nó vẫn giữ nền mà dòng tiền đi vào thì nó tương đối tốt anh chị. Đấy, như con này có thể ngắn hạn nó về quanh những biên độ vùng giá
15.5 đây là bình thường, mọi người lưu ý á. Và ngoài ra có những cổ phiếu như BC1 cũng tương tự gì, nó nhưng mà nó vẫn trụ được trong cái mùa bão bão tố thị trường chung, nó vẫn giữ cái biên sideways nè, và đặc biệt có những điểm có lượng thấp kỳ cung nè, điểm dòng tiền đi vào nè, đây gọi điểm hướng lên cổ phiếu dòng tiền đi vào nè, thì đó là cái điểm mà chị mình phải tham gia được, mình đánh tay cộng được với những cổ phiếu như BC1, tại vì mua quanh cái vùng nền á, bao giờ đó cũng là những cái điểm mua cực kỳ an toàn với nhà đầu tư, đó là với dòng điện anh chị ha. Hãy cho dòng điện mình chú ý một mã như BC1, tại vì con này nó có thanh khoản tốt hơn, nó có những nền tốt tốt hơn, giữ được biên sideways nè, lưu ý bản chất nó vẫn giữ được cái xu hướng, đó mới là điều quan trọng để cho chị mình tham gia được, đánh ngắn hạn được với những cổ phiếu như là BC1. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo, ví dụ như về dòng trụ đi, mình phân tích với chị mình về dòng điện, dòng chứng khoán, dòng dầu khí, dòng ngân hàng, dòng thép rồi, thì mình đánh giá với chị mình về dòng trụ. Đấy, thì về một số mã cổ phiếu trụ thì mình chia sẻ với chị mình thôi, là cổ phiếu FPT. Đấy, thì đã chia sẻ với chị mình nhiều ở trong những buổi video trước, thì chị nào quan tâm FPT quanh vùng này chị mình tham gia được. Mình lưu ý qua cái vùng nền đang xích nền thì cung vẫn khắp test cung dòng tiền hướng lên, mình lưu ý nếu cái này mà từng sau tạo điểm bùng nổ á thì mình vẫn có thể mua được, mọi người lưu ý với những cổ phiếu FPT nha, tại vì nó bao chén thôi chị, dù đây nó một lát cái trên giảm nè, tạo điểm sẽ quay trở lại nè, điểm hướng lên nè, bắt đầu điểm đẩy nè anh chị. Bây giờ từ sau mà dòng tiền nó đột biến đi vào đó, đó anh đánh giá tầm khoảng con này tiền chỉ cần vào khoảng 3 triệu cổ phiếu thì sẽ dẫn dắt thị trường đi lên thôi. Cho nên chị mình lưu ý đôi khi đây chính là con át chủ bài của tổ chức, cho nên chị mình chú ý rất kỹ những cổ phiếu như FPT. Anh chị nào quan tâm dòng trụ thì mình vẫn có tham gia. Ngược lại sau khi đó là những cổ phiếu mà cá nhân em mình đánh giá đây là những cổ phiếu mà thì chỉ có vài mã thôi chị. Đấy, tại vì thị trường phân hóa, không phải con nào nó cũng tăng, không phải con nào nó cũng mạnh. Ngược lại một số cổ phiếu yếu, ví dụ như Nissan, ví dụ như sale nè, thị thường là những con chị mình hồi lên có thể cơ cấu. Đấy, và trong dòng bất động sản đâu đó nha, nếu như mà cá nhân em mình muốn mua dòng bất động sản á, đôi khi em chỉ chú ý con đất xanh, tại vì sao nó giảm về vùng hỗ trợ này, nó vẫn giữ điểm hỗ trợ này. Đặc biệt ở đây có yếu tố kiệt cung không bằng cấp kiệt quệ này. Thì những con này rất dễ nó quay trở lại gì, rất dễ nó quay trở lại test đỉnh quanh cái biên độ vùng giá 15.5. Cho nên anh chị nào mà mình có đang muốn cổ phiếu muốn mua bằng dòng bất động sản á, thì mình chỉ nên chú ý con đất xanh này thôi. Mình lưu ý á, coi mình sẽ nói lại này, nói lại riêng biệt này, con đất xanh này này. Mình lưu ý với cổ phiếu đất xanh test test một nhịp là rút chân là test lại có lượng thấp này, thì từng sâu mà con này test cung ở đây nè thì chị mình mua được, để những điểm hồi lên đánh ngắn quanh vùng 13.15.5 là chị mình chốt được, mọi người lưu ý ha. Đấy, còn những cổ phiếu đất sale thôi bỏ chị ơi, nó yếu quá. Hoặc là một số cổ phiếu như ghét hồi lên để bán này, chứ không ưu tiên chị mình mua mới, thì đó những cổ phiếu ví dụ như dòng bất động sản đất này, đấy dù sale này, là những cổ phiếu tương đối yếu, hoặc là những cái ông ví dụ như Long Điền này, tổng thể trong này là một cái dòng yếu cho nó gãy hết những biên sideways gì đâu gãy hết à. Đấy, thì đó dòng yếu thì mình phải loại bỏ ra, ví dụ tương tự ví dụ Long Điền cũng tương tự nè. Đấy, hoặc là một số mã mid cap ví dụ như GET nè, hoặc là những cổ phiếu ví dụ cá nhân thấy như DCM này nọ gì thì nó hơi yếu chị nha. Đó, ví dụ GET rồi DCM, hoặc là một số mã ví dụ như đây HAH thị trường giảm nhẹ, giảm quá nhiều đi, thị trường giảm ít mà con này giảm ghê không chị, thị trường giảm ít đó và ngày giảm lại 15-20% thì những này yếu đó chị nha, cho nên chị mình bỏ ra những con này. Đấy, HAH ra, hoặc là một số mã ví dụ như em thấy cũng nhiều lắm mấy bạn midcap đoạn này nó yếu á, ví dụ như SZC này trường giảm nhẹ, chỗ này làm ba cây sàn hay ghê không chị, cho nên những mã này là chị phải loại bỏ ra, ai có lắm thì canh hồi cơ cấu thôi. Đấy, thì đó là cách mà em phân loại với anh chị mình rất rõ ràng anh chị nha, vì sao nó mạnh thì mình đánh giá với anh chị mình rồi. Đấy, và chiến lược hiện tại là cá nhân em mình đánh giá thị trường lúc này không phải là một cái giai đoạn mà chúng ta đi tiêu cực với thị trường nữa anh chị, mọi người lưu ý á, thực ra thị trường nó tiêu cực cả năm nay rồi chị, cả năm nay năm 2022 này chị thấy không phải là thời điểm mà mình có những cái tốc độ sinh lãi về tài sản. Ngược lại năm 2022 này anh chị nào mà giữ tiền được là đôi khi mình đã thành công, mình đã lãi hơn người ta rất là nhiều. Đấy, cho nên thời điểm này không phải là thời điểm mình đi tiêu cực nữa. Em đánh giá là thị trường đã kết thúc đi những cái con đau chen này chị, kết thúc những con đau chen, tại vì nó có những điểm bùng nổ theo đà đi vào, dòng tiền tổ chức đi vào, nó mới vào đánh được có vài tuần thì làm sao nó phối được chị, bây giờ nó bán được ai mua đâu, không có dòng tiền tổ chức nào vào đánh cổ phiếu một hai tuần đi bán ra chị, mọi người lưu ý bây giờ nó muốn bán ra cũng rất khó, muốn phân phối cũng rất khó. Đấy, cho chị mình lưu ý cho thị trường hiện tại là cái giai đoạn mà cá nhân em mình đánh giá không phải là thời điểm rủi ro, ngược lại đó chính là những cái cơ hội để cho chị quan sát cái thời điểm thị trường phân hóa, mình chọn lọc những cổ phiếu mạnh và mình sẵn sàng vốn mình tham gia trở lại khi mà vừa nó có những tín hiệu dòng tiền. Đấy, cho nên bắt buộc tuần sau mình sẽ chờ thêm là cái luồng gió đông của thị trường nó có vào hay không, nó có thổi cái luồng gió đông vào thị trường hay không, để em hướng dẫn cho anh chị mình những điểm mua. Đấy, và hiện tại ví dụ như anh chị nào quan tâm về những cái cơ hội đầu tư, về những cái chiến lược đầu tư, mình cảm thấy mình đồng quan điểm với em thì mình có thể về zoom bắt hàng bên em. Tại đây ví dụ trong phiên dòng tiền tổ chức đi vào những cổ phiếu nào, đâu cổ phiếu mạnh, cổ phiếu yếu, em sẽ cập nhật rất kỹ trong zoom bắt hàng. Tại vì đôi khi trong phiên em hướng dẫn nó mới kỹ, tại vì trên kênh YouTube buổi chiều mới làm cái gì. Đấy, cho nên đôi khi anh chị mình xem YouTube sẽ chậm nhịp hơn. Mọi người lưu ý ha. Hay, thì anh chị mình có thể liên hệ với bạn trợ lý bên em là bạn Hải Anh qua số Zalo 0945 866 915. Hải Anh sẽ hỗ trợ anh chị mình về những cái thủ tục, anh chị mình phải mở mới tài khoản hoặc là mình có thể là mình chuyển tài khoản nếu như mình đã có tài khoản VBS rồi. Đấy, mọi người lưu ý. Thì ngoài ra em còn có trong cộng đồng
Ví dụ anh chị nào anh muốn tham gia vào room cộng đồng á, thì trong cái phần link mô tả của mỗi video á, em đều có trong cái phần bên dưới anh chị nha. Em đều có trong phần bên dưới cho anh chị mình tham gia. Thì hiện tại em đang chuẩn bị là mình cơ cấu, à mình đã cơ cấu rồi. Mình cơ cấu về cái room mới anh chị. Ví dụ đây là hai room cũ nè. Thì bắt đầu em cảm thấy là nhiều anh chị mình cũng nằm trong room, mình cũng có hiện hữu trong số lượng thành viên nhưng mà mình không có mức độ tương tác nhiều á, mình không có xem nhiều á, thì bắt đầu em cơ cấu lại cho nó tinh gọn hơn, cho nó cô đặc hơn, để cho nhiều anh chị mình quan tâm thực sự về thị trường, mình đang chờ đợi về những cơ hội thị trường mình có thể tham gia được tốt nhất, cũng như em không có đủ cái quỹ thời gian để mà mình chăm sóc cả ba room một lần gì, cho nên bây giờ mình gom lại là một thôi. Thì thường lúc nào cũng thế, nó cô đặc nhất chính là nó sẽ tốt nhất. Đấy, cho anh chị mình tham gia vào room mới đây thì mới mở 2-3 ngày à, thì cũng 300 mấy chục người. Đấy, thì mọi người cứ tham gia vào đây. Còn hai room trước thì đâu đấy cũng khoảng hơn 1.000 người anh chị. Đó, mình lưu ý hai chị nào trong room cũ á, thì room này em cũng thông báo với mọi người, mình cũng hết hoạt động rồi, tạm thời mình tạm dừng ở đây để mình tập trung và mình gom về một cái room này thôi. Thì anh chị nào mình vẫn trong hai room cũ á, thì mình tham gia vào room này, mình phải thoát ra hai room kia. Đấy, mọi người lưu ý ha. Còn nếu mà tốt nhất thì cứ tham gia vào hệ thống bán hàng bên em. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình nó chi tiết hơn về những cái điểm cơ hội đầu tư. Đó, thì cái buổi video ngày hôm nay thì cũng đến đây. Thì xin phép hẹn gặp lại tất cả anh chị mình trong buổi video của tuần sau. Chúc anh chị mình cuối tuần một mùa Noel Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên gia đình.